Hy vọng sẽ còn được tiếp chuyện cùng ngài. Vâng, hy vọng sẽ được thầy và anh truyền dạy cho vài ba câu hát. Nhường à, tôi thấy ánh lửa trong mắt mọi người khi họ nhìn tôi. Thưa ngài, người Phú Lăng Sa tới đây mang theo nỗi sợ, nhưng đã tới đây, ngài vẫn là khách quý của nơi đây. Dạ, xin mời ngài. Dạ, mời ngài xơi bát nước cho đỡ khát. Cảm ơn. Nước vối. Có vẻ ngài rất am hiểu về cuộc sống của người dân nước Nam tôi. Không hiểu tại sao tôi có linh cảm sẽ gắn bó với mảnh đất này. Ngôi đền Bắc Lệ kia phải không? Đúng vậy, thưa ngài. Tôi cũng đã nghe nói về ngôi đền này, nhưng thật không ngờ. Không ngờ nó lại nhỏ bé như thế này, có phải thế không, thưa ngài? Trong cái vẻ khiêm nhường của vạn vật, dường như luôn tiềm ẩn một sức mạnh màu nhiệm linh thiêng. Vâng, ngôi đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn tuy nhỏ bé khiêm nhường, nhưng ẩn chứa một sức mạnh tâm linh vô cùng to lớn. Ngài biết không, mẹ chẳng hiển linh hình hài trên cõi thực, mà vẫn như hiện hóa chốn. Hòa giữa mây ngàn sông núi, anh đi đường ấm áp yêu thương, bao dung che chở cho bốn phương yên nghỉ bình. Trên sơn lâm ngôi cao mát mẹ cung thỉnh mời, châu bé tôi linh kim chi ngọc diệp danh danh ý a. Ôi, thì ra ngài cũng biết hát văn ạ. Tôi cũng thuộc vài ba câu hát văn từ hồi còn ở quê nhà kia. Thế ngài thấy thế nào ạ? Có lẽ đạo mẹ đã thấm sâu vào mảnh đất này, cho nên người dân nơi đây thuần hậu hiền lương. Vâng, mẹ là con suối, là dòng sông hiền hòa chảy mãi, là hoa trái bốn mùa chịu nặng oằn sai. Dân quê tôi hiền lành chẳng toan tính thiệt hơn, những người theo đạo mẹ sẽ chẳng làm điều bất chính. Có lẽ mẹ hiển hiện trong ánh mắt, trong nụ cười và trong câu hát của Nhường. Tôi cũng không biết nữa. Nhường à, bây giờ Nhường có thể hát cho tôi nghe một điệu hát văn được không? Nhưng mà giờ đây dân tôi không được phép. Ở đây làm gì có ai, chỉ có tôi và Nhường
nhường hãy hát cho tôi nghe đi. Vậy thì tôi sẽ hát. Việc này là lỗi ở tôi, xin già đừng trách mắng em nhường. Dạ, thưa ngài trung úy, soái phủ Bắc Kỳ đã ban ra sắc lệnh, thì dân tôi nhất nhất phải tuân theo. Xin ngài trung úy hết lòng ủng hộ, để dân tôi không bị soái phủ quở phạt. Dạ, thưa bà đền, các vị hương lão đã có mặt đầy đủ ạ. Con mau ra mời các vị vào đây. Dạ. Giờ xin phép ngài trung úy, cho dân tôi được luận bàn việc làng việc nước. Hẹn dịp khác lại được đón tiếp ngài. Xin phép già cho tôi được cáo lui. Chào già. Chào em. Có chuyện gì thế hả bà đền? Kìa, bà con. Có việc gì thế? Mời các vị hương lão, mời bà con vào cả trong này. Thưa các vị hương lão cùng tất cả bà con, hôm nay tôi xin có đôi lời bày tỏ. Tôi được người dân Lệ Thượng giao cho trọng trách chăm sóc ngôi đền từ mấy chục năm nay, hương khói phụng thờ các vị chư tiên cùng thần linh tối thượng. Nhưng hôm nay thế thời đổi khác, dân ta ba miền phải chịu cảnh lầm than. Dù ruột thắt lòng đau, tôi vẫn buộc phải bố cáo trước bà con. Kể từ hôm nay, đền Bắc Lệ sẽ bế quan không còn hương khói. Kìa bà đền. Mẹ, bà con ta kể từ hôm nay phải chấm dứt việc thờ đạo mẹ, chấm dứt hát văn và hành lễ hầu đồng. Chỉ ít lâu nữa thôi, người phố lang xa sẽ tới đây, họ cũng sẽ không cho phép dân ta được tôn thờ thánh mẫu. Mẹ, kìa bà con. Bà con có nghe thấy bà đền nói gì không? Dân làng Lệ Thượng này sẽ không bao giờ từ bỏ việc phụng thờ thánh mẫu. Bà đền, bà muốn làm gì thì làm, dù có phải chết, chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ chúng tôi từ bỏ. Bà đền, không có nhẽ chúng ta cứ cam chịu mãi hay sao? Không, chúng ta không cam chịu. Nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác, không thể hành động dại khờ nông nổi. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn buộc phải tuân lệnh soái phủ, dỡ bỏ ngôi đền. Không! Bà đền, nếu bà muốn vậy, thì bà hãy giết tôi trước đã. Kìa! Thầy Thuấn, thầy đừng làm vậy, đau lòng tôi lắm, thầy Thuấn. Bà đền, hôm nay dù tôi có kính trọng bà, thì tôi phải nói, bà không còn là người thay mặt thánh thần dắt chúng dân còn đâu tha thiết
với ân cần. Nay bà đã cúi đầu cam chịu nhục, sống làm chi đau đớn vạn lần. Thầy Tuấn, thầy đừng nói vậy. Bà con ơi, lúc này đây chúng ta không còn con đường nào khác. Lệnh xoay phủ đã ban ra, ai trái lệnh đều sẽ phải chết. Tôi không muốn bà con mình lâm vào cảnh máu chảy đầu rơi. Xin bà con hãy hiểu cho lòng tôi. Bà Đền, bà đã sống trong lòng ngưỡng vọng của người dân Lệ Thượng, thì hãy chết trong niềm tôn kính ấy. Đừng để bia miệng nghìn đời chê trách mỉa mai. Trưởng lão, xin cảm tạ những lời gan ruột của ông. Lòng tôi trước sau vẫn vậy. Sống là để phụng thờ mẹ, chết cũng nguyện sao cho xứng với mẹ linh thiêng. Xin bà con hãy tin tôi. Mẹ Anh Minh sẽ dẫn dắt chúng ta qua khỏi cơn khốn khó này. Mẹ, con ngàn lạy mẹ, vì cuộc sống bức bách chúng con phải rời bỏ làng mạc quê hương mà đi. Xin mẹ xá tội. Các con ơi, ta đi thôi nào. Bác Hưởng, bà con, mọi người định đi đâu thế này? Chúng tôi cũng chưa biết đi đâu, chỉ biết rằng mau mau rời khỏi chốn này. Nhưng mà đây là quê hương bản quán nghìn đời, sẽ chẳng có nơi nào như nơi này đậm ân tình sâu nặng. Ôi trời đất ơi, đời đã có cực đói ăn khát uống, lại không được phụng thờ hương khói cho các bậc thánh tiên, sống mà như chết ô ép cùng cực như thế này, nên chúng tôi phải đi. Bác Hưởng, nhưng bác định đi đâu ạ? Đi đến nơi cùng trời quê đất, đi đến nơi tận núi tận sông, đi đến nơi đâu được phụng thờ đạo mẹ. Thân thương gắn đi bó hy bao đời, giờ đây đã mất đi, đất đi trời thấu đi trong lòng thân muôn vàn khó khăn đi. Lòng dân muôn đi vàn khó khăn đi, dòng mi trường là gầm trời này. Khi mà người Phú Lang Sa còn ngự trị ở nơi đây, thì dân ta còn phải chịu đọa đầy khổ ải. Chính vì thế mà chúng tôi phải đi, phải trốn miệt vào rừng xanh núi đỏ. Biết là rồi đây sẽ muôn vàn gian khó, nhưng còn hơn kiếp sống ngục tù. Kẻ bác Hưởng. Thôi, mẹ con cô cứ ở lại bác, để cho dân làng chúng tôi đi. Bác ơi, các con, chúng ta đi thôi nào. Bác Hưởng, đi thôi nào. Bà con, kìa bà con, bác Hưởng, bà con. Kìa, Nhường. Anh Thạch. Nhường, có chuyện gì vậy? Anh Thạch ơi, mọi người bỏ đi hết cả rồi. Vậy là đã mấy tuần trăng, dân Lệ Thượng vắng đi tiếng hát cung đàn.
không còn những buổi hoàng hôn bên bếp lửa hồng rộn ràng nhịp phách. Thế mới biết con người ta không chỉ sống bằng cái thân tâm nhỏ bé mà còn được dưỡng nuôi bằng khí thiêng sông núi giống nòi. Người dân Lệ Thượng giờ ủ ê buồn thảm, ruộng nương xong chỉ biết trốn vào giấc ngủ chập chờn. Anh Thạch ơi, có phải tất cả những người Phú Lan Sa đối với dân ta đều là kình thù? Không, người Phú Lan Sa vốn không có lỗi, nhưng với gươm súng xâm lăng họ thành kẻ bạo tàn. Họ bám rễ lâu bể nơi đây thì dân ta chứ chết nghèo chết khổ. Vậy mà em lại đem lòng luyến nhớ. Kìa, anh Thạch, sao hôm nay anh lại vội nghĩ về em như vậy? Nhiều ơi, vì anh là người thấu hiểu lòng em qua năm tháng. Vì anh đã thầm nhớ trộm yêu một đóa hoa rừng tinh khiết hương thơm, tiếng hát ngọt ngào như chim rừng hòa điệu. Nghĩ về em mà lòng anh bối rối, không biết chút tình này em có thấu cho chăng? Yêu em chân ni thành nghi, tiếng ni gọi lòng ai đó, thương nhớ nào với đây biết tỏ bày cùng nghi ai khôn nói nên nghi câu trong ánh trăng. Giọt đàn nghi buồn nghi thêm dấu trong tâm một nghi nỗi niềm nghi. Cùng nghi nhói đã trải bao nắng chia sẻ nghi buồn nghi Nhược ơi, anh biết anh là kẻ bất tài nên chẳng được em quý em thương. Anh Thạch, sao anh lại nói như vậy? Anh biết không, Daniel không giống như người Phú Lan Sa khác, mà giống như người dân Nam ta. Daniel cũng là người thuần hậu thủy chung, người biết yêu hoa cỏ, yêu tiếng hát cung đàn, sẽ chẳng bao giờ mang tắc lòng tàn độc. Anh Thạch, em chỉ muốn Daniel làm cho những kẻ xâm lăng hiểu được dân Việt ta có một nền văn hiến và một cõi trời riêng. Ta vô hại như hoa lá non ngàn. Không, nhường, em đừng tin lời họ. Họ khác chính những con thú săn mồi háu đói, mà kẻ săn mồi thì chẳng bao giờ tha cho con mồi yếu ớt lẻ loi. Anh Thạch! Nhường ơi, họ và ta hoàn toàn khác lạ. Họ không máu đỏ da vàng nên chẳng thể san sẻ buồn vui. Không, anh Thạch! Mà thôi, giờ anh phải đi mời hội đồng Hương Lão, đoàn công sứ cũng sắp đến nơi rồi. Kìa, anh Thạch. Sao lòng ta lại như tơ vò trong mối? Dẫu đêm hay ngày, dẫu mưa hay nắng, dẫu cầm cụ trên ruộng nương hay nhàn hạ quanh bếp lửa chiều tà, thì trước mắt vẫn chập chờn hình bóng ai kia. Giá như người chẳng đến từ phía trời Tây, giá như người với ta cùng chung da vàng máu đỏ, giá như giá
như quê hương chẳng chìm trong biển lửa, thì ta với người ta hòa khúc yêu thương, lòng chẳng mong chờ ai nhớ ai thương, sao đêm thổn thức cung thương tơ lòng thao thức canh trường. Toàn bộ tượng thánh đồ thờ rồi mang vào rừng sâu tìm nơi an toàn cất giữ. Bà Đền, không có nhẽ chúng ta cứ chịu nhục mãi hay sao? Làm sao mà nhục? Làm sao mà nhục? Có cái gì mà phải nhục? Ai vừa nói nhục? Khổ cái thân tôi lắm, cứ chiều theo ý của người ta rồi muốn gì mà chả được. Có cái gì mà phải nhục? Xưa ăn lông ở lỗ mãi chưa có làm sao, bây giờ mới khó nhọc một tí đã kêu ca oán thán. Kêu ít thôi, ra mà đón ngài đại úy với ông chánh tổng đang tới kia kìa. Ông chánh tổng. Dạ, có tôi. Bà Đền đâu? Bà Đền. Dạ, thưa ngài đại úy cùng ngài chánh tổng, tôi đây ạ. Bà Đền, bà đã loan báo cho dân lệ thường biết về soái phủ Bắc Kỳ hôm nay ban sắc lệnh cho chúng tôi tới đây để tháo dỡ ngôi đền chưa? Ngài đại úy, tôi xin hỏi làm sao các ngài cứ muốn dỡ bỏ ngôi đền thiêng ấy? Ông lão, ông muốn biết tại sao ư? Bà Đền, bà hãy trả lời cho ông lão được biết. Kể từ ngày hôm nay, dân lệ thượng có còn được hát văn, hầu đồng và tôn thờ thánh mẫu nữa hay không? Dạ, thưa ngài đại úy, tôi đã nói với người dân lệ thượng về lệnh cấm của soái phủ Bắc Kỳ rồi. Tốt, mày ngồi đền rêu mốc rồi còn để lại làm gì? Để chúng lại chỉ tổ cho lũ thú hoang tìm về làm mộ. Ngôi đền thiêng ấy, đến muông thú dại khờ còn biết nghiêm cẩn cúi mình. Chỉ có những kẻ lòng dạ hiểm sâu mới dám hỗn hào trước các bậc chí tôn chí kính. Câm ngay, không được ăn nói hồ đồ. Lão bằng gần này tuổi đầu còn ăn nói hồ đồ được hay sao? Nhưng mà ông cũng không được tỏ ra bất kính với ngài đại úy đây. Lão thiết nghĩ trời Tây hay trời Nam thì tôn ti trật tự đều như nhau cả. Ngài đại úy đây thanh xuân tráng kiện, sao ông chánh tổng lại bảo là tao bất kính bậc hậu sinh? Cái lão già mâm muội này chả biết thế nào là văn minh cả. Đúng vậy. Ông lão, hình như ông không muốn tuân theo mệnh lệnh của soái phủ Bắc Kỳ đúng không? Lệnh trên ban, nếu vì thương dân khốn khổ thì làm sao dân chúng chẳng nghe theo. Nhưng lệnh buộc dân tôi phải quên cội quên nguồn, phụ bạc với ơn cha nghĩa mẹ thì làm sao dân chúng tôi quên cho được. Thưa ngài đại úy, ngàn năm vẫn truyền đời nỗi đạo. Thành mẫu hiền linh
tình yêu phải giữ một niềm, dù khác biệt mong đôi đường hòa hiếu. Thưa ngài đại úy, việc dân tôi tôn thờ thánh mẫu, xin các ngài chớ có cản ngăn. Nhưng đây là mệnh lệnh của soái phủ Bắc Kỳ, mẫu quốc sẽ hiện diện dài lâu trên mảnh đất này. Đúng. Người An Nam cần phải nghĩ và học theo cách của những người tiên tiến. Lính đầu, tháo bỏ ngôi đền. Các con đâu? Xin bà con cho không manh động. Bà con ơi, hãy dừng lại. Bà con, hãy dừng lại. Hãy dừng lại. Khoan! Dừng lại. Nếu như các ngươi muốn dỡ bỏ ngôi đền, thì hãy bước qua xác lão già cái đã. Ông lão, ông kiên cường lắm. Thế nào? Có còn ai chung ý nghĩ vị trưởng lão này không? Chắc còn hết. Ai không? Chắc là hết rồi. Có tôi đây. Ông Tránh Tổng. Dạ. Vị này là ai vậy? Dạ, bẩm ngài, đây là ông Thuấn, thầy dạy hát cung văn ở nước tiếng vùng này. Dạ vâng ạ, giọng đẹp, hát hay lắm, nghệ nhân. Ông thầy đàn, kỹ xảo luyện được đâu phải dễ. Ông đừng có hùa theo cái lũ vai u thịt bắp này. Cho ăn uống một thời rèn giũa công phu của ông. Bà Đen, tôi ra lệnh, tháng sau đúng hôm rằm, tôi và ngài công sứ sẽ tới đây chứng kiến dân lệ thượng tháo dỡ ngôi đền Bắc Lệ. Mệnh lệnh đã ban bất khả kháng, tất cả phải thi hành. Không, không thể nào như thế được. Trưởng lão ơi, quân giết người dã man. Bà con ơi, hãy nhớ lên nỗi đau này, để rồi có ngày chúng ta rửa. Trưởng lão ơi, xin ông cứ an lòng, chúng tôi không phụ lòng tâm huyết của ông. Ôi đời con ba, sao bước chung chiêng.
bởi ông nghe say mà nguyên do. Cũng bởi ông nghe say để quên bao nỗi đắng cay. Đường chân mà đường chân ông bước lần gần. Mày đi theo ông hả cháu? Dạ. Thế mày thích nghe ông Lý hát phải không? Dạ. Cháu thích nghe ông Lý hát. Ông Lý hát hay lắm ạ. Ừ. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây ông Lý hát cho cháu nghe mày nhé. Dạ. Ừ. Nhắn ai lên đất đi à, hà bảo hà. Nên mùi phong nguyệt đi à, đó là tiên cảnh thiên sáng. Dạ, con lạy ông ạ. Con lạy ông. Con xin ông phù hộ độ trì cho dân lệ thượng chúng con ạ. Con xin ông xá ưu, xá mê, xá lầm, xá lỗi cho lý trưởng con. Con biết tội của con rồi. Được, ông tha cho mày. Ây dạ, con đội ơn ông ạ. Lâng lâng rũ sạch đi à, ngàn ba ngàn ai là người có tâm này có đức ni à, mới được theo quan hoàng bày bảo sáng. Con Nam Mô A Di Đà. Con kìa ông Lý. Giê-xu ma lạy Chúa tôi. Ông không hát gì đâu nhá. Ông đang đi về nhà ông. Ông đang đi về nhà ông. Dạ đây là nhà cháu ạ. Đây là nhà ông nhá. Nhà ông ấy là có những thứ này này. Cây cau bụi dứa khóm cả. Có cây trầu bà với lại cây xoan. Ngoài sân là có con chó ngoan. Chẳng bao giờ sủa chỉ toan cắn gâu. Gâu gâu. Kìa ông Lý. Đấy, chả phải nhà ông đi nhà đứa chó nào nữa. Dạ, đây là nhà cháu ạ. Thế mày vào nhà ông có cái việc gì hả Nhường? Dạ, đây là nhà cháu ạ. Nhà mày? Dạ. Mày là đứa nào nhỉ? Dạ, cháu là Thị Nhường ạ. Ừ, tao vừa gọi mày là Nhường mà tao lại quên. Thế mày vào nhà ông làm gì hả Nhường? Dạ, đây là nhà cháu ạ. Nhà ông? Nhà cháu. Nhà ông? Nhà cháu ạ. Ừ, thì nhà cháu của ông. Mà thôi, dẫu là nhà ông hay là nhà cháu thì cũng là nhà của chúng nó cả thôi. Ông Lý, sao lại là nhà của chúng nó ạ? Mày thấy đấy, nhà mình sao hễ quan chi cho ở được ở bắt đi đi liền. Ban thờ cha mẹ tổ tiên nó bắt dỡ phải dỡ xuống liền cấm say. Cơ ngũ y này nhớ một ni mai tâm thần bắt chết
lấy ai giữ nhà. Ông Lý, vậy ta phải làm sao để không bị lạc loài giữa bà con thân thuộc? Mày nói đúng, ông lạc loài thật rồi. Kìa ông Lý. Thảo nào, hễ ông cứ đi thì không sao, hễ cứ về là lạc lối. Giờ ông thử đi tiếp, rồi quay về xem có còn lạc loài lạc lối nữa hay thôi. Ông đi nhá. Dạ vâng ạ. Ông đi nhá. Dạ vâng ạ. Nhường. Dạ. Cẩn thận nhá Nhường. Dạ. Kìa Nhường. Anh Thạch. Nhường. Để em vào trình mẹ. Dạ thưa mẹ, anh Thạch đã về ạ. Thạch đã về ư con? Kìa, kìa Ba Đèn. Về rồi ư con? Dạ. Thế nào rồi? Người tráng sĩ đưa tin của ngài Cai Kinh đã đến ạ. Xin chào tráng sĩ. Xin kính chào Ba Đèn. Ngài Cai Kinh có thư mật sai tôi chuyển đến tận tay Ba Đèn. Thư mật. Vậy là đã đến ngày nghĩa binh ta khởi quân chống giặc. Vâng, nhân lúc chúng đang sơ hở, ngài Cai Kinh đã quyết định dấy binh cùng các hào thổ từ phủ Lạng Thương, Bình Sa, Bắc Sơn, Bắc Giang đến Chi Lăng Hữu Lũng, cả một vùng vôi chú kép Sương Giang Yên Thế, với tổng lực hơn 2 vạn dân binh sẽ đồng loạt dấy binh đánh đuổi giặc thù. Vậy ngày nào chúng ta bắt đầu khởi binh? Dạ, hẹn đúng hôm rằm, hào trưởng khắp nơi sẽ nhất tề đứng lên đánh giặc ạ. Hôm rằm sao? Đúng hôm rằm ư? Vâng, thưa Bà Đền, đó cũng là hạn chót. Soái phủ buộc dân Lệ Thượng phá bỏ ngôi đền Bắc Lệ Linh Thiêng. Hôm đó sẽ có đông đảo chức sắc và cả quân đoàn Viễn Chinh đến thi hành mệnh lệnh. Hay, hay lắm, ta sẽ cho chúng chui chung một dọ. Vậy chúng tôi phải làm gì, thưa tráng sĩ? Vâng, sau khi đánh đuổi giặc thù khỏi vùng cao Bắc Lạng, ta cần lập ngay chiến tuyến phòng ngự lâu dài. Ngày đêm luyện rèn cho võ nghệ tinh thông, vời gọi thợ thuyền chế tác thật nhiều khí giới, đắp chiến lũy, dựng căn cứ vững vàng để trường kỳ đánh giặc. Hay, hay lắm. Tiền tuyến sẽ là vùng Chi Lăng Bắc Sơn Hữu Lũng, địa thế hiểm trở, đèo dốc treo leo. Chỉ cần linh hoạt trong lối đánh là nghĩa quân có thể kháng cự lâu dài. Dân ta nhất trí ơi, đồng ý lòng mình, ba miền là nay hợp sức chứ để theo cờ thần đi vương đi. Thì giặc đi, giặc đi tan, giặc tan thời bờ cõi. Cảm tạ ngài Cai Kinh cùng tráng sĩ. Kìa, có động. Thạch con. Dạ. Con hãy mau kíp đưa tráng sĩ theo đường núi trở về. Dạ. Xin, xin mời tráng sĩ. Sĩ. Nhường con. Dạ. Con hãy mau đi mời các vị hương lão tới đây cho mẹ bàn công việc. Dạ vâng ạ. Nhanh lên con. Dạ. Lạy mẹ linh thiêng, theo lời mẹ dạy, dân chúng con sống hiền lương thơm thảo. Đất Lệ Thượng này chưa bao giờ sớm máu, cho dù đó là máu của quân thù. Nhưng giờ đây giặc đã tới nhà, dồn lương dân vào chân tường không lối thoát. Người Lệ Thượng chúng con buộc phải vùng lên, quyết không nao núng. Máu có phải hòa nước sông, xương ngập trắng đồng, quyết giữ vẹn tròn non nước của cha ông. Mẹ linh thiêng hãy tiếp tăng sức mạnh cho chúng con một phen sống mãi với quân thù. Giữa cơn gió nỗi cơn mưa sâu,
lòng chữ này càng ném chữ này càng ném đi. Sao nói lại cứ càng ý càng bùng ý. Lạy mẹ linh thiêng, xin mẹ hãy phù hộ cho chúng con. Cô lên ngàn hai lá để thơ, cô hái dăm ba lá đợi chờ cùng phi trên thiên đình. Thiên đình còn đợi gió xuân ý. Daniel. Dạ, con xin kính chào cha. Con đang chơi bản nhạc gì vậy? Dạ thưa cha, con đang chơi bản nhạc chầu văn của người dân quê hương Lệ Thượng ạ. Khúc hát chầu văn à? Daniel, ta đưa con sang mảnh đất khắc nghiệt này để luyện rèn ý chí. Con đừng bao giờ để nền văn hóa mông muội kia thấm đẫm trong con. Cái con cần hướng tới là nền văn hóa của nước mẹ Đại Pháp. Con có một điều trăn trở ạ. Một điều trăn trở à? Daniel, con là một cậu bé ngang tàng và bướng bỉnh. Ta không ngờ lại có một điều ngớ ngẩn nào làm con trăn trở. Dạ thưa cha, không ngớ ngẩn chút nào ạ. Nói ta nghe xem. Thưa cha, con muốn nhắc tới vụ việc đền Bắc Lệ ạ. Sao? Đền Bắc Lệ? Nói rõ hơn đi. Dạ thưa cha, tại sao chúng ta phải bắt người dân bản xứ về cải đạo? Tại sao chúng ta phải phá đền thờ của họ, làm biến đổi tộc tục ngàn đời? Tại sao chúng ta phải chém giết người vô tội, không tất sắt trong tay? Tại sao? Tại sao thưa cha? Nói tiếp đi. Thuốc phiện thì lan tràn, còn trường học thì chẳng có bao nhiêu. Siêu cao thế nào thì làm sao người dân ở đây chịu nổi? Phải chăng chúng ta đang làm xấu đi hình ảnh của nước Pháp, của con người Pháp, bấy lâu được xem một nền văn minh bậc nhất hoàn cầu? Đó là những câu hỏi con cần lời giải đáp từ cha thưa cha. Daniel, con hãy lại đây. Giờ ta muốn hỏi con một câu. Con có biết tại sao chúng ta có mặt trên mảnh đất này không? Dạ thưa cha, con biết ạ. Nói ta nghe xem. Thưa cha, một nền khoa học mới nở rộ, một nền đại công nghiệp đang trên đà phát triển như vũ bão, cần một khối năng lượng khổng lồ cho cuộc vươn mình chuỗi dậy thần kỳ ạ. Đúng lắm. Và bằng mọi giá phải tìm cho ra nguồn của cái dồi dào để chàng khổng lồ vươn mình thức dậy. Dạ thưa cha, và để cho vừa miệng gã khổng lồ háu đói, thực phẩm nuôi sống hắn sẽ là mồ hôi, xương máu của vạn kiếp sống con người. Cha muốn nói vậy có phải không thưa cha? Con biết không, chúng ta đến đây không phải là để dạo chơi, không phải là để thưởng ngoạn những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mà chúng ta đến đây vì một sứ mệnh thiêng liêng cao cả. Và để làm được việc đó, ta cần có những cái đầu lạnh và những trái tim sắt đá khô cằn. Dạ thưa cha, nếu vậy thì máu sẽ còn đổ, sẽ còn nhiều oan khiên gieo xuống mảnh đất này. Tất cả sẽ giáng xuống đầu những cư dân khốn khổ. Ôi thương thay, Thượng Đế đã sinh ra họ có một đầu óc tối tăm mông muội, thì họ không được đối xử như một con người. Dạ thưa cha, cha và cả cái thể chế mà cha đang thờ phụng đây, cha hãy gỡ tấm biển tự do bình đẳng bác ái của cha đi. Chào cha. Daniel, hãy lại đây.
Daniel, từ sâu thẳm trong đáy lòng ta cũng muốn nói với con. Bằng tuổi con, ta có từng có những ưu tư như vậy. Nhưng con nên nhớ rằng, khi ta đã nhọc nhằn mang trên vai sứ mệnh, thì ta không còn được sống bằng chính cuộc đời ta. Dạ thưa cha, con hiểu. Nhưng con sẽ không chọn con đường trưởng thành theo cách của cha. Chào cha. Daniel. Daniel! Nó vẫn là một cậu bé ngang tàng bướng bỉnh và khó thuyết phục. Các bạn hãy kéo lên bản nhạc ca ngợi Paris yêu kiều và diễm lệ. Hãy kéo lên đi. Commencé! Tránh tổng thuốc sơn đấy à? Dạ, vâng ạ. Chào. Tình hình thuốc sơn dạo này thế nào? Dạ, bẩm ngài, dân chúng thuốc sơn và các tổng khác ở Lạng Sơn đều thành tâm là quy hàng mẫu quốc. Dạ, chỉ có dân Lệ Thượng là còn cứng đầu cứng cổ, chưa chịu nghe theo mệnh lệnh của soái phủ Bắc Kỳ ạ. Cứng đầu cứng cổ à? Dạ. Được. Vẫn còn thời gian để họ thay đổi tâm tính. Dạ bẩm ngài, nếu mà hết thời gian mà nó vẫn cứ cứng đầu thì làm thế nào? Việc đó ông còn phải hỏi ta sao? Dạ, dạ tôi hiểu ạ. Có nghĩa là... Ông Chánh Tổng. Dạ. Để giữ vững được kỷ cương. Dạ. Cần phải xóa sổ cả một làng, một tổng hay một địa hạt như Lạng Sơn này. Dạ. Thậm chí cả một dân tộc. Ui dồi ôi, sao lại dùng thế nhỉ? Điều đó đáng làm lắm chứ ông Trái Tổng. Dạ tôi hiểu. Còn việc gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Dạ, tôi xin phép tôi về. Dạ, vẫn chưa hết. Dạ, vẫn còn. Còn gì nữa? Dạ, bẩm ngài, dạ, có lão Đặng là thương gia buôn muối ở Lệ Thượng, dạ, muốn vào ý kiến ngài. Lão Đặng à? Dạ. Ông ấy gặp ta có việc gì? Dạ, hình như là có cái việc gì là vô cùng hệ trọng, là muốn bẩm báo ạ. Vô cùng hệ trọng à? Dạ. Được. Cho lão tao vào. Dạ. Dạ, 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 dạ. Tiện dân xin cúi lạy quan lớn à. Có việc gì nói nhanh lên. Ta không có thời gian đâu. Dạ, bẩm ngài. Dạ, số là. Dạ, sự việc nó là. Dạ dạ, tiện dân muốn nói là... Áo! Sao lại ấp úng như vậy? Dạ bẩm ngài, bởi vì ngài uy nghi lẫm liệt, nên đứng trước ngài, lão chùn chân, không đứng được đấy ạ. Vậy ta nói luôn nhá. Dạ. Ông vốn là thương gia buôn bán muối. Dạ. Giàu có nhất cái Lạng Sơn này. Dạ đúng ạ. Nhưng bây giờ thời thế đổi thay, chính quyền bảo hộ đã cấm tàng trữ và buôn bán muối. Vậy ông muốn ta trợ giúp có phải không? Dạ dạ bẩm ngài. Dạ quả đúng đó ạ. Vậy ta sẽ có lợi gì? Dạ bẩm ngài, nếu ngài giúp tiện dân được làm đại lý, dạ thì tiện dân xin dâng ngài 3 món quà hết sức là quý hóa. 3 món quà. Dạ. Thú vị đấy nhỉ. Dạ. Nói ta nghe xem. Dạ bẩm ngài, ơn ngài như biển, như nghỉ, như trời, đáp đền sao cho trọn nghĩa. Cúi đầu con xin dâng hậu lễ,
Món quà thứ nhất, kim bài mười thẻ vàng rồng khắc chữ. Món quà thứ hai, đó là mỹ nữ duyên dáng yêu kiều. Đóa hồng sắc thắm mà tươi hoa mấy kỳ. Còn món thứ ba, ấy dạ bẩm ngài, còn món thứ ba là do đích thân món quà thứ hai đem tới đó ạ. Thú vị đấy. Dạ. Được, cho ta xem món quà thứ hai. Dạ dạ, món quà thứ hai có ngay bây giờ đó ạ. Này thắm mỹ đường màu xuân, ôi à ngất đi ngây, ôi à là ngây, này ngất đi ngây ông. Xin chào ngài công sứ. Nàng tên gì, con cái nhà ai? Dạ, em tên là Thị Ngọ, con của lão Đặng thương gia buôn muối vùng này đấy ạ. Thị Ngọ à? Chắc cha mẹ nàng yêu nàng lắm nên mới đem nàng làm quà tặng cho ta. Dạ, không phải ai cũng được làm quà tặng cho người đâu đấy ạ. Vậy nàng có biết rằng nàng đẹp lắm không? Dạ, em có ạ. Vậy thì nàng hãy cùng ta khiêu vũ. Dạ, nhưng mà em không biết khiêu vũ ạ. Không sao, ta sẽ chỉ bảo cho nàng. Nào, xin mời nàng. Nàng hãy đặt tay vào đấy. Ta bắt đầu. Không phải. Cứ nhẹ nhàng. Thị Ngọ có nghĩa là gì nhỉ? Dạ, Ngọ có nghĩa là ngựa đấy à. Con ngựa. Nàng là con ngựa. Phải rồi. Con tuấn mã của ta trong binh đoàn thiện chiến cũng đẹp như nàng, nghiêng ngả cả thế gian. Nào con ngựa, hãy khiêu vũ tiếp cùng ta. Dạ. Con ngựa chắc là bất kham lắm nhỉ? Dạ, tuy bất kham nhưng khéo thuần phục thì cũng dễ bảo thôi à. Vậy thì ta sẽ phải thuần phục nàng. Nhưng trước khi thuần phục nàng, ta muốn biết món quà thứ ba. Để sau có được không ạ? Không được. Sự tò mò của ta không thỏa sẽ làm hỏng cuộc vui của cả đôi ta hả? Ngài đợi em một lát ạ. Sao? Tên cai kinh à? Tên cai kinh làm phản à? Có đúng như vậy không? Dạ, dạ, chính mắt cha em nhìn thấy. Nếu ngài không tin thì ngài cứ giết Quách em đi à.
ta không thể giết nàng được. Quá là một món quà quý giá đối với ta. Tên Cai Kinh, người sẽ phải chết cùng lũ dân đen. Thi Ngọc, dạ, hãy cùng ta hoan hỷ. Dạ. Dạ, thưa bà Đền. Mọi việc thế nào rồi? Dạ, thưa bà Đền, mọi việc đã được chuẩn bị đầy đủ chu tất rồi đấy ạ. Hay lắm. Trận đổ mai phục trên núi, ta đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, vôi bột cùng cung tiên giáo mác đã chuẩn bị đầy đủ ạ. Tốt lắm. Bà có tin gì của ngài Cai Kinh chưa, thầy Tuấn? Ngài Cai Kinh cũng cho người báo tin, mọi việc vẫn đâu vào đấy. Tốt lắm. Vậy còn 500 nghĩa binh của ngài Cai Kinh cử đến, họ đã tới nơi chưa? Dạ, người đưa tin cũng nói nghĩa binh Cai Kinh sẽ có mặt kịp lúc khi tín hiệu phát ra từ đỉnh núi Bảo Đài. Hay lắm. Vậy là mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng chu đáo. Thưa tất cả bà con, hôm nay dù chúng ta có phải chết ở đây cũng phải quyết sống mãi với chúng một phen nữa. Đúng vậy. Bà Đền đã thế rồi đấy. Người dân Lệ Thượng ai ai cũng thế lòng náo nức, xông trận diệt thù mà cứ như đi chảy hội ngày xuân ấy. Bà Đền, mấy hôm trước tôi có nặng lời, mong bà đừng trách cứ. Kìa, thầy Thuấn, thầy đâu có nói gì sai. Và lại, những lời thầy nói đã phần nào khiến tôi thức tỉnh. Tôi phải cảm tạ, chứ sao lại trách cứ thầy. Bà Đền, việc nước non thân quá bụa một mình, gánh trọng trách tâm thành không nao núng. Bao tố phong ba ơi, nay muôn mỹ trùng muốn trùng thời bão tố phong mỹ ba chữ một tay trèo trong niềm tôi ơi à mà để vượt qua. Đối với mẹ con cháu là không gì sánh nổi. Mẹ con cháu xin cảm tạ tấm lòng đùm bọc của bà con. Hỡi tất cả bà con, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất nước. Chẳng có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ nhà tan. Người trời Tây tới đây gieo rắc cảnh lầm than, nhưng dân ta quyết vùng lên, chứ không cam tâm sống đời nô lệ. Vậy bà con ta, tất cả chúng ta hãy nhất trí đồng lòng, quyết một phen sống mãi cùng giặc dữ. Sống mãi cùng giặc dữ. Dạ, thưa bà Đền, giặc đã tới đâu làng rồi ạ? Bà Đền, bà con hãy cứ bình tâm. Bây giờ ai về việc nấy, chờ lệnh tôi sẽ xung trận diệt thù. Nào. Ông Trái Tổng. Dạ. Bà Đền đâu? Bà Đền. Dạ, thưa ngài đại úy cùng ngài Chánh Tổng, tôi đây ạ. Bà Đền, hôm nay là hạn chót, bà và dân Lệ Thượng đã sẵn sàng tháo dỡ ngôi đền chưa? Dạ thưa ngài, dân chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ quan trên ngài về chứng kiến là chúng tôi sẽ cho thi hành ngay ạ. Tốt. Dân Lệ Thượng hôm nay là hình như là đang háo hức đi chờ đón một cái điều gì đó phải không? Thưa ngài Chánh Tổng, phải phá dỡ ngôi đền thiêng, dân chúng tôi vô cùng đau xót,
chứ sao lại háo hức được. Thế thì sao nhớ ngay đi còn gì nữa. Vâng. Thầy con, thầy đã thấy có tín hiệu đốm lửa trên đỉnh bảo đài chưa? Chưa thấy gì bà. Sao lại thế nhỉ? Chẳng có lẽ. Bà lên. Dạ. Có chuyện gì đấy? Dạ thưa ngài chánh tổng, không có chuyện gì đâu à. Thế thì nhớ ngay đi còn gì nữa. Dạ vâng, tôi sẽ cho thi hành ngay đây ạ. Tốt. Thạch Quang, con hãy mau cho các trai tráng cùng dân binh vào việc. Nhưng không một người dân lệ thượng nào nỡ ra tay cho được. Các ông có cố ép buộc thì cũng hoài công vô ích mà thôi. Gớm mặt quá. Gớm kinh. Nào, còn ai trong dân lệ thượng, còn ai trong dân lệ thượng dám ra tay dỡ bỏ ngôi đền? Còn ai không? Có tôi. Đâu? Có tôi đây. Hỡi tất cả bà con, bây giờ thời thế đã đổi thay rồi, hãy biết đón nhận một làn gió mới. Đúng rồi. Có phải vậy không thưa ngài chánh tổng? Đúng rồi. Trời cho nên đắng chìm mê muội này à. Ơi là giữa bóng đi đêm, hỡi tôi tâm kiếp người bên màn mây. Thầy đón đi anh đi mặt trời vầng thái dương. Thầy đón đi. Thì ngộ. Tất cả hãy lui ra. Thì ngộ. Ông chánh tổng, dạ. Là một mệnh quan của chính quyền mà ông lại đơn hèn như vậy sao? Nhưng mà không hiểu sao, tôi sợ lắm, kinh lắm. Lính đâu? Bắt thằng này lại cho tao. Các ông không được động đến những người dân lệ thượng. Giỏi. Giỏi lắm. Quả thực là các người đã cấu kết với tên phản tặc cai kinh nhằm vùng lên tạo phản. Các người làm giỏi. Lính đồ, treo thuộc cấp của tên phản tặc cai kinh lên. Đây là tên phản tặc cai kinh, hắn hướng bóng lộc của chính quyền bảo hộ, nhưng lại đi nghe theo lời hiệu triệu một kẻ mất ngài. Âm mưu hắn đã bị phát giác và hắn đã bị trị tội. Các người hãy nhìn đi. Nhìn đi. Ngài cai kinh ơi, xin ngài hãy an lòng yên nghỉ.
nơi chín suối. Chúng tôi xin vĩnh biệt ngài. Lính đồ, trói tất cả chúng nó lại, giải chúng nó đi. Ngài công sứ tôi. Đền Bắc Lệ đây sao? Đúng đó thưa ngài. Tôi không nghĩ rằng nó lại nhỏ bé đến vậy. Vậy mà ông đại úy có tội. Một người đã từng đánh đông dẹp Bắc, đã lập đến bao chiến công hiển hách lẫy lừng, lại tỏ ra lúng túng trước ngôi đền nhỏ bé này sao? Dạ bẩm ngài, cái việc này việc này không đơn giản chút nào ạ. Đúng, không đơn giản chút nào. Không đơn giản. Vâng ạ. Chính vì vậy mà tôi và các ông suýt nữa thì không còn được đứng đây để chiêm ngưỡng ngôi đền rêu phong cổ kính. Ông đại úy có tội. Giờ là lúc ông tỏ rõ bản lĩnh của mình rồi chứ. Dạ thưa ngài, tôi xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo rằng ngài sẽ không phải thất vọng về tôi một lần nào nữa. Tốt. Lính đồ, giải tất cả chúng nó ra đây. Thế nào, các người có biết mình đã phạm tội gì không? Tội gì vậy, thưa ngài? Tội âm mưu tạo phản, làm phương hại lên lợi ích cốt tử của mẫu quốc. Các người phải chịu tội tử hình. Nhưng quan trên sẽ mở lượng khoan hồng cho những ai biết ăn năn hối cải. Nếu các người tự tay dỡ bỏ ngôi đền, thì sẽ được tha cho tội chết. Các người nghĩ sao? Cái lũ ly lợm này, ta nên hiểu sự im lặng của các ngươi là như thế nào? Ta nên hiểu sự im lặng của các ngươi là như thế nào? Ông đại úy, ông không được nóng nảy. Ông hãy tháo gông cho bọn họ ngay. Dạ thưa ngài. Ông đã nghe tôi nói gì rồi chứ? Lý do, tháo gông cho bọn nó. Ba đền đây sao? Đúng đó thưa ngài. Thần thái đĩnh đạc ung dung, xứng đáng là người được dân chúng tôn thờ. Ba đền này, tôi nghĩ rằng Đức A-la, Đức Chúa Trời hay là Đức Phật, cũng như Tam Tòa Thánh Mẫu của các người, tất cả các ngài chỉ là một mà thôi. Nhưng do cách nghĩ của mỗi tộc người thành ra riêng rẽ. Bà đền là người dìu dắt chúng dân lệ thượng. Hãy tìm cho đường quang để chúng dân bớt khổ. Thưa ngài công sứ, lối thiện nào cũng đều thông quang sáng sủa. Đường đến với Đức Chúa hay Thánh Mẫu Tam Tòa đều trang trọng như nhau. Nhưng việc các ông ép buộc dân tôi phá bỏ ngôi đền thiêng thì không. Người lệ thượng chúng tôi quyết không bao giờ làm điều đó. Thưa ngài, niềm tin vào mẹ sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi niềm tin đó cứ tự nhiên theo năm tháng mà thành, theo ý ở, ý ăn, cách nghĩ, cách làm mà bồi đắp nên tâm thức. Niềm tin có nghĩa là sẽ không có một thế lực nào
làm thay đổi tâm thức của các người, dù phải đối diện với cái chết sao? Chết ư? Con người ta chết là được xá từ khổ ải, chết là được trở về cõi an lạc thiên thu. Dân Lệ Thượng chúng tôi không ai sợ chết. Không ai sợ chết à? Có nghĩa là tất cả những người Dân Lệ Thượng sẽ không có một ai, không có một ai chịu xuống tay để dỡ bỏ ngôi đền. Có đúng vậy không? Đúng vậy không? Lý Dương! Đây, trước mặt các người có hai sự lựa chọn, cũng là đôi đường sống chết phân mình. Các người hãy chọn đi, hãy chọn đi. Hỡi tất cả bà con, mỗi năm có một mùa giỗ mẹ. Tôi e rằng chúng ta không thể chờ được đến ngày chính lễ. Vậy bà con ta hãy thành tâm khấn nguyện, xin cho được cử hành lễ sống, để thêm một lần được tỏ lòng tôn kính với bề trên. Nào, nếu ai còn ngại ngùng, xin hãy lánh sang bên. Còn ai quyết lòng dâng nén tâm hương, thì hãy cùng tôi bước vào hội lễ. Xin cảm tạ tấm lòng của tất cả bà con. Thưa các vị hương lão, cuộc lễ hầu đồng hôm nay đích thân tôi sẽ là người dâng lễ. Không được, bà đền, bà là linh hồn của người Dân Lệ Thượng, bà không thể nào mạo hiểm trước họng súng của kẻ thù. Mẹ hãy để con. Không, ý tôi đã quyết, xin mọi người chớ có cản ngăn. Nào, mời tứ trụ cung văn cùng tất cả bà con hãy cùng tôi bước vào dâng lễ. Súng kẻ dư trăm điều đủ vang lừng ý nhường chuyển động ý, thì thiên lôi miếu từ phục sự mấy nơi cớ sao đem ma đốt thôi ý, đùng đùng ý. Bắc Lệ tuổi linh mời cậu bé giáng sinh. Lạy châu, lạy châu, châu đẹp quá, châu duyên dáng quá, lạy châu. Ai lên tới cao sơn xưa lạc hỏi thăm tên châu bé. Ngàn cỏ hoa nghiêng mình vẫy lá, bầy chim muông bách vũ khi tấu trường ngoài dịu dít bên.
lên. Thôi! Các người có im mồm đi không? Không tao bắn! Chim oanh nghe ríu riết ở bên đầu Phượng Hoàng tung cánh ơi về châu đồng tiên vườn dù con trên non dầu dĩ thu lâm sơn cảnh đẹp tự nhiên gió mát chẳng gì thù trời ơi. Thầy ơi! Núi chất núi mấy tầng cao thấp cây chen cây tràn ngập màu lam đèn đỏ trầu bé trên lấy đồ thầy ơi đền thờ châu bé trên ngàn có con suối nhỏ bắt đi ngang sườn đồi đàn cá lội trong xanh in bóng trắng thâu rừng thông cất tiếng hát quán mẹ bà đền mẹ mẹ ơi xuống xin cha hãy dừng lại. Xin cha đừng chém giết những người dân vô tội. Trong đó có người con gái con yêu. Sao? Người con gái con yêu à? Đàn yên, con điên rồi. Con định pha loãng dòng máu cao quý của mình với dòng máu ô hợp này sao? Điên rồi, điên rồi! Tránh tổng lý trưởng đâu? Dạ, có con. Dám chú ý lại! Dạ, linh dạ. Ơi! Con xin cha! Dạ. Con xin cha! Đây. Mày quá, mày quá! Nào, bây giờ thì còn ai dám hát nữa không?
còn ai dám hát nữa không? Thưa quý ông, quý bà, câu chuyện của tôi là như thế đó. Cuộc nổi dậy của người dân Bắc Lệ không thành. Họ đã mãi hy sinh để bảo vệ tín ngưỡng ngàn đời của dân tộc. Các vị hãy nhìn đây, ngôi đền Bắc Lệ. Nơi đã in đậm nét văn hóa tâm linh tôn kính. Tôi, Daniel Felix, tôi yêu tha thiết tổ quốc tôi, và giờ đây tôi lại có thêm tình yêu với mảnh đất bình dị này. Bắc Lệ tối linh à. Mời chầu bé